Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bar này, ghế trang điểm này, ghế quầy lễ tân này, ghế make up, mẫu men lì nhiều khuy với mình cho các bạn xem nhé. Ở đây thì mình quay hai tạm cho các bạn hai màu cho các bạn tham khảo nhé. Ghế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ các bạn ạ. Và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 88 cm nhé các bạn nhé. Đây, bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chất lượng sản phẩm cho các bạn xem. Ghế này có thể chịu được sức nặng lên đến 200 cân đấy mọi người ạ. Mặt ghế của nó là chất liệu bọc da nhé, kiểu dáng mà một phong cách hiện đại và đẹp nhé. Đấy. Từng đường kim mũi chỉ hoàn thiện rất chi là cao luôn nhé. Đây, màu trắng của nó đây mọi người nhé. Đây mình quay cả mặt sau cho các bạn xem. Ghế to chắc chắn mọi người ạ. Chân của ghế bên mình là kim loại sơn tĩnh điện màu trắng hàng nhập khẩu, rất chi là bóng và đẹp nhé. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy. Ngoài hai màu này ra thì mình còn có những màu khác nữa. Mình đang màu nào thì đều sẵn màu đấy đấy. Thôi mình giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.